Nga tuyên bố tập kích sân bay F-16 Ukraine bằng tên lửa Kinzhal. Tòa Bạch Ốc bắt đầu quá trình dỡ bỏ lệnh cấm lực lượng vũ trang Ukraine nhắm vào lãnh thổ Nga. Cựu giám đốc cơ quan hạt nhân Nga cảnh báo điều nguy hiểm khi đã trắng hạt nhân Nga bị Ukraine tấn công. UAV nặng vài kg của Ukraine thổi bay xe tăng Nga. S-400 Nga lộ mặt chỉ là hổ giấy, nghị sĩ Nga lại nổ với tên lửa S-700 khống chế toàn cầu. Quân Nga tan nát ở mặt trận Voshen, quân đoàn Wagner tới châu Phi trở về cũng không cứu nổi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự quốc tế sáng ngày 28 tháng 5. Những diễn biến liên quan đến cuộc chiến sụp sôi ở Ukraine cùng với những tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng ngày 26 tháng 5, quân đội của Nga một lần nữa nhắm mục tiêu vào các địa điểm ở miền Tây Ukraine. Các báo cáo chỉ ra rằng, một sân bay mà Kiev dự kiến sẽ triển khai F-16, nơi cũng là căn cứ của máy bay ném bom Su-24M, đã bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal phóng đi từ tiêm kích MiG-31K phá hủy. Ở một diễn biến khác, Tria Novosti đưa tin, thống đốc vùng Orvion của Nga, Andrei Kliskov, cho biết trên Telegram rằng một chiếc UAV bị bắn hạ trên lãnh thổ của vùng Orvion bằng phương tiện phòng không. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hay thiệt hại. Tôn bố cho biết, một cuộc tấn công khác vào khu vực của chúng tôi đã bị ngăn chặn. Một chiếc UAV đã bị hệ thống phòng không ở vùng Orion bắn hạ. Theo thông tin ban đầu, không có thương vong hoặc thiệt hại. Hiện tại, các cơ quan điều hành và thực thi pháp luật đã làm việc tại hiện trường. Để đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự, quân đội Nga thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào các vị trí có nhân sự, trang thiết bị của lực lượng Kiev và lên đinh Thùy, cũng như vào cơ sở hạ tầng, cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, quân đội, sở chỉ huy và thông tin liên lạc của đối phương. Tòa Bạch Ốc bắt đầu quá trình dỡ bỏ lệnh cấm lực lượng vũ trang Ukraine nhắm vào lãnh thổ Nga. Hoa Kỳ đang thảo luận về sự cần thiết và dỡ bỏ lệnh cấm lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ của Liên bang Nga. Giới lãnh đạo Mỹ có thể sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga. Tòa Bạch Ốc bắt đầu tích cực thảo luận về vấn đề này. Phó Chủ tịch Quốc hội và trưởng phái đoàn Ukraine tại PACE Igor Chernat đã báo cáo về điều này vào ngày 26 tháng 5 trên blog Telegram của mình. Quan chức Ukraine khẳng định, dưới thời của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, tiến trình đã bắt đầu về vấn đề dỡ bỏ lệnh cấm. Theo ông, các cuộc thảo luận về điều này trong các cuộc trò chuyện không chính thức bên lề của Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu. Ông Chernat nói thêm rằng, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra vì không có sự đồng thuận trong chính quyền về vấn đề này. Quan chức Ukraine lưu ý nhưng họ đang gây sức ép từ mọi phía. Có nhiều cơ hội, chúng ta sẽ không chậm lại. Cần lưu ý, ngày 25 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi một quả bom không quân của Nga đã tấn công một đại siêu thị Ebisensor và giết chết hàng chục nhân viên và dân thường. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã công khai lên tiếng ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Cựu giám đốc cơ quan hạt nhân Nga cảnh báo điều nguy hiểm khi lá chắn hạt nhân Nga bị Ukraine tấn công. Cựu giám đốc Roscosmos và cựu phó thứ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Dmitry Rogozin đã tuyên bố rằng thế giới đang đứng trước bờ vực của sự sụp đổ không thể đảo ngược về an ninh chiến lược của các cường quốc hạt nhân. Trong bài đăng của mình trên Telegram, Rogozin đã xác nhận rằng lực lượng Ukraine đã tấn công trạm radar cảnh báo sớm của Nga ở khu vực Krasnodar. Theo kiểu giám đốc Roskosmos, một máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu và thành phần quan trọng trong hệ thống kiểm soát chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Rogozin viết, Washington sẽ phải trả lời đầy đủ về những tội ác hiện tại và tương lai của giới lãnh đạo Ukraine điên cuồng. Vì vậy, chúng ta không chỉ đang trên bờ vực, chúng ta đã đến bờ vực. Ngoài ra, nếu hành động của kẻ thù không dừng lại, sự sụp đổ không thể đảo ngược về an ninh chiến lược của các cơn quốc hạt nhân sẽ bắt đầu. Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về thiệt hại của hệ thống cảnh báo sớm các chuyên gia quân sự lưu ý rằng vụ việc liên quan đến trạm radar Vodones Diem có khả năng phát hiện vụ phóng tên lửa hạt nhân đạn đạo ở khoảng cách lên tới 6.000 km. Ngoài ra, hệ thống cài đặt này có thể đưa ra cảnh báo về việc phóng tên lửa atap ms được lực lượng Ukraine sử dụng. UAV nặng vài kg của Ukraine thổi bay xe tăng Nga chỉ với đầu đạn nặng hơn 10 kg, những chiếc UAV của Ukraine có thể phá hủy hoàn toàn xe tăng Nga bằng một đòn tấn công duy nhất. Theo Forbes, các công xưởng của Ukraine đang chế tạo hơn 100.000 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV mỗi tháng do quân đội của nước này. Những chiếc UAV này tùy theo nhiệm vụ được trang bị chất nổ hoặc đạn chống tăng. Thông thường các đầu đạn này chỉ nặng khoảng vài kg cho đến vài chục kg. Tuy nhiên sức mạnh của UAV FPV không đến từ áp đảo về mặt hỏa lực mà là khả năng tấn công chính xác. Đối với bộ binh khó tránh né được đòn tấn công của UAV FPV, nhưng với phương tiện cơ giới lại có thể. Để tăng hiệu quả của UAV FPV trên chiến trường, quân đội Ukraine đã tìm ra cách để phô hiệu hóa phương tiện bọc thép nga chỉ với một đòn tấn công. Giữa trên một video cho lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine đăng tải gần đây cho thấy. UAV FPV của đơn vị này trong một giao tranh đã phá hủy hoàn toàn xe tăng T-80 của quân đội Nga chỉ trong một lần tấn công. Điều đáng nói là chiếc xe tăng này đã được tăng cường thêm giáp và thiết bị chống UAV. Thông thường, một cuộc tấn công như vậy, UAV FPV của Ukraine chỉ gây ra thiệt hại nhỏ cho xe tăng Nga. Tuy nhiên, lần này, chiếc T-80 đã nổ tung, phần tháp pháo cũng bị phá hủy. Bình luận về video này, chuyên gia quân sự Trent cho biết, có thể UAV FPV của Ukraine, May hoặc quân đội nước này đã có những cải tiến đối với loại vũ khí này. Trenko phân tích rằng, tôi cho rằng các công ty chế tạo UAV FPV của Ukraine đã lấy ý tưởng từ súng chống tăng APS-56 của Thụy Điển để tạo ra các mẫu UAV chuyên chống xa tăng. APS-56 là tên lửa chống tăng do công ty Bofors của Thụy Điển thiết kế, mang đầu đạn nặng 11 kg được kích hoạt bởi các cảm biến ở mặt dưới tên lửa. Điều đặc biệt là đầu đạn ABS-56 theo hướng chuối xuống thay vì hướng về phía trước. Cái tấn công này được cho là nhằm vào lớp giáp mỏng ở phần trên của xe tăng. Trong trường hợp chiếc T-80 Nga, dường như nó đã bị đầu đạn do AV rèn xuyên thủng qua thân xe và đâm vào kho đạn. Điều này dẫn đến một vụ nổ trực tiếp thổi tung tháp pháo xe tăng. Tên cô cho rằng chỉ với một thay đổi đơn giản như vậy đã khiến UAV Ukraine trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần. Cũng theo Telenco, Ukraine đã nhận được từ các đồng minh nước ngoài của họ hàng nghìn tên lửa chống tăng hạng nhẹ tiên tiến như ANLA và RBS-56. Còn chuyên gia vũ khí Matthew Moss cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy quân đội Ukraine sử dụng đầu đạn của súng chống tăng ANLA để gắn cho UAV-MPV việc kết hợp UAV, FPV và NL sẽ tạo nên mối đe dọa lớn đối với bất cứ chiếc xe tăng nào. Ông Moss cũng cho rằng quân đội Ukraine không cần lãng phí tên lửa NL được phương Tây viện trợ để chế tạo đầu đạn cho UAV, FPV bởi ngành công nghiệp quốc phòng của nước này có thể chế tạo loại vũ khí tương tự. Và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Ukraine sở hữu một số loại đạn chống tăng mới cho máy bay không gửi lái FPV của họ trong cuộc xâm lược ở Ukraine, không phải mẫu UAV FPV cũng có thể phá hủy những chiếc xe tăng từ đòn tấn công đầu tiên. S-400 Nga lộ mặt chỉ là khổ giấy. Nghị sĩ Nga lại nổ về tên lửa S-700, khống chế toàn cầu. Trong chương trình truyền hình của kênh Russia One phát sóng gần đây, nghị sĩ Vladimir Jerezhnovsky thuộc đảng Dân chủ tự do Nga nói rằng tên lửa S-300 khiến cho Mỹ quan tâm. Trước đó họ không chú ý tới S-300, nhưng giờ đây họ lo ngại bởi đồng minh Israel của họ cũng lo ngại khi khí tài này ở gần đó. Bất cứ máy bay phản lực quân sự nào, không chỉ riêng của Israel, đều có thể bị tiêu diệt. Chorinovsky đưa ra tuyên bố này sau khi Nga chuyển giao xong các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Syria vào năm 2018, giống nước này nâng cao đáng kể năng lực phòng không và đề phòng mối đe dọa từ Israel. Sau khi khen S-300 là tổ hợp phòng không tốt nhất thế giới, Chorinovsky hào hứng đến mức khẳng định Chúng tôi còn sở hữu tên lửa S-400, S-500, S-600 và S-700 đủ khả năng đóng cửa không phận cả thế giới." Không một máy bay nào có thể cất cánh được. Tuyên bố của Cherinovsky khiến khách mời trong chương trình phá lên cười và vỗ tay. Người dẫn chương trình Vladimir Solovev cũng góp vui bằng lời cảnh báo đùa rằng Cherinovsky không nên tiết lộ khách bí mật quân sự và không nhắc đến tổ hợp S-1500 đáng sợ của Nga. Trong khi đó, câu hỏi lớn về hiệu năng vũ khí phòng không tối tân nhất của Nga S-400 bất lực trước tên lửa ATMs. Khoảng 12 giờ 50 ngày 22 tháng 5, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Aitas MS vào vị trí triển khai tổ hợp phòng không S-400 của Nga gần sân bay Mosbini, vùng Donetsk. Thông qua video về cuộc tấn công đã được máy bay không nghệ lái Ukraine ghi lại cho thấy, các bị phóng S-400 liên tiếp bắn đạn đánh chặn nhưng đều trượt mục tiêu. Cuối cùng, lực lượng phòng không Nga phải sử dụng đến đoạn đánh chặn cuối cùng bằng 3 phóng S-300-400, một radar cảnh báo sớm 96 l 6 e Trạm điều khiển chỉ huy hệ thống 30 cs 6 e với thuật chiêu đánh chặn không thể chính xác hơn này, Nga đã tiêu diệt được 5 quả ATAP MS, gây thiệt hại lớn cho phi dục rệnh. Được biết, đây là lần đầu tiên những khí tài trên tham chiến đã lập chiến công xuất sắc. Và sau chiến công này, cả tổ hợp S-400 của Nga đã được miễn nhiệm nghỉ phép sớm vô thời hạn. Nhưng trong lúc này, câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao S-400 lại hoàn toàn bất lực trước một mục tiêu bay cao, cơ động đơn giản và hoàn toàn không áp dụng công nghệ tàng hình như tên lửa ATAP ms Tên lửa ATAP ms là vũ khí đã ra đời từ rất lâu, sắp bị Mỹ loại biên toàn bộ để dành cho dự trữ cho tên lửa BASM thế hệ mới. Điều này càng cho thấy tính năng thực tế của S-400 khác xa những gì Nga quảng cáo. Vấn đề nữa là Nga khẳng định họ có trong tay các hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ, dễ dàng vô hiệu hóa cơ chế dẫn đường thông qua định vị CBS mà tên lửa ITAP MS sử dụng. Nhưng tuyên bố này cũng đã được xác nhận là không đáng tin cậy. Quân Nga tan nát ở mặt trận Vontrans, quân đoàn Wagner từ châu Phi trở về cũng không cứu nổi. Quân đội Nga chưa sẵn sàng chiến đấu, họ bị dùng làm bia đỡ đạn. Đó là lý do tại sao những người chiếm đóng buộc phải đưa cái gọi là quân đoàn châu Phi ra mặt trận. Trong khi điều này sẽ không có triển vọng trên chiến trường, tướng quân đội Ukraine, cựu giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Mykola Malomos đã nói về điều này trên chương trình phát sóng Espresso. Ông bác bỏ thông tin của các cơ quan đặc biệt và phương tiện thông tin đại chúng. Phương Tây cho rằng Nga có lực lượng và phương tiện vô tận. Tướng quân đội Ukraine cho biết ngày nay có khoảng 1 triệu 350.000 quân nhân ở Nga, có tới nửa triệu người đang chiến đấu trên lãnh thổ bang chúng tôi. Chúng tôi cũng có khoảng 1 triệu 100.000 nhân viên quân sự. Đó là sự bình đẳng vì cần ít lực lượng hơn khi tiến hành một chiến dịch phòng thủ. Việc đánh giá khả năng của các đơn vị hiện đã được tiến hành và có thể sử dụng được. Đó là lý do tại sao Nga thiếu nhân lực quân sự rất lớn. Theo ông, vì quân đội Nga đã mất hơn nửa triệu binh sĩ, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Ukraine, nên người Nga buộc phải thu hút quân đoàn châu Phi ra mặt trận. Tướng Malomos nói, có đội Nga chưa được chuẩn bị, họ chưa sẵn sàng chiến đấu, chưa được huấn luyện, thường một chữ và bị dùng làm bia đỡ đạn. Vì vậy, người Nga buộc phải tiếp nhận người Cuba, người Nepal, quân đoàn châu Phi, vân vân. Nhưng đây là loại quân đoàn gì? Người Quartner đã chuẩn bị sẵn sàng ở 6 quốc gia châu Phi – có những người châu Phi địa phương được tập đoàn Wagner huấn luyện, nhưng đây lại là một tình huống hoàn toàn khác. Họ thực hiện các chức năng cảnh sát hoặc khủng bố trong mối quan hệ với các đối thủ của họ ở châu Phi, nhưng trong một trận chiến với hóa lực tan diện từ phía chúng tôi, tiêu diệt hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm đội, như vậy sẽ dễ dàng. Ông nhấn mạnh rằng các tân binh của châu Phi đã rất nhầm lẫn khi đến Ukraine. Phi tướng dự đoan rằng đây không phải là châu Phi mà là một trận chiến thực sự với những tổn thất to lớn đối với họ. Tôi nghĩ không có triển vọng, ngay cả với những kỹ năng mà các chiến binh của nợ đã dạy họ. Trong cuộc tấn công vào Vosen, Nga đã sử dụng quân đoàn châu Phi. Điều này đã được tình báo Anh đưa tin. Theo bà, các đơn vị này đã có thể đã được triển khai trước đây ở Syria, Libya, Burkina Faso và Niger. Quân đoàn châu Phi của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga được thành lập vào tháng 12 năm 2023, có hơn 2.000 binh sĩ và sĩ quan chính quy, cũng như lính đánh thuê giàu kinh nghiệm. Nhiều người trong số họ trước đây từng phục vụ trong nhóm quạt nơi. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.